Này các bạn ơi, nếu muốn mua Robux giá rẻ thì các bạn đừng quên truy cập ngay vào CaronTV.net để mua Robux ủng hộ Caron nha. Đảm bảo là sẽ không khiến các bạn thất vọng đâu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ không reaction những video kinh dị nữa, mà chúng ta sẽ cùng nhau reaction những video tươi sáng, những video tuổi trẻ, những video dễ thương. Nhưng mà tại sao mình lại tỏ ra hơi nghiêm trọng ta? Đáng lẽ mình... ok, các bạn đợi xíu cho mình nên làm lại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau reaction những video thật là tươi sáng, những video thật là tươi trẻ và thật là dễ thương. Mình thấy là có vẻ là như là mình hơi xàm thì phải. Ok, ok, như các bạn đã thấy được đó, là phía đằng sau của mình đó là đang rất là sáng đúng không nào? Không giống như là những cái video reaction kinh dị nữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau reaction những video TikTok của Hero Dream. Ok các bạn ơi, và mình để ý rằng là ở trên YouTube có rất là nhiều bạn đã tìm kiếm về những cái video như kiểu TikTok Hero Team bla 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 bla, và mình thấy là các bạn hầu như là edit lại rất là nhiều luôn. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau reaction để thử xem coi là những video mà các bạn edit á, để coi coi là nó có cái gì hay và hấp dẫn hay không nha. Còn nếu mà không hấp dẫn thì mình xin lỗi các bạn. Nhưng mà trước khi bắt đầu video này thì đừng quên là giúp cho video này của mình đạt được 10.000 like. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào, let's go. Ok các bạn ơi, mình đang kiếm được một cái video do một cái bạn fan đã edit và đăng lên trên YouTube. Và bây giờ mình sẽ xem thử coi là TikTok Hero Team ở trên YouTube nó sẽ khác gì với lại TikTok Hero Team bình thường nha. 3, 2, 1, let's go. Ê, ê, nhạc bán quyền. Hên quá, nhạc bán quyền. Thề luôn á, mình có một cái nỗi lo khi mà mình reaction những cái video này đó, đó chính là mình rất là sợ những cái vấn đề liên quan tới bản quyền các bạn à. Nhưng mà thôi, biết sao giờ, mình đâu phải là chủ YouTube đâu, nên mình đâu có quyền quyết định điều này. Hay. Trời ơi, chị Gubi à, bày đặt quay với lại chị Simmy rồi bày đặt hung hung nữa. Hề luôn á, có cái gì đó mà nó mới mới không chị Gubi? Wow, đây là một cái video mà của một cái bạn fan tổng hợp lại là những cái hôm mà bọn mình đi từ thiện ở trong một cái bệnh viện Nhi Đồng á các bạn ơi, dành cho những bé những cái bé mà bị bệnh hiểm nghèo đây nè. Nhưng mà cái video này á thì cũng chưa có gì đặc biệt lắm. Ôi giời, ăn kem nè, ăn kem nhâm 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 nhâm. Ôi, cái clip này dễ thương đấy nè. Ôi, bày đặt cơm tố đồ này nọ nữa. Mình thề với các bạn luôn, mình ghét Phong ở một cái chỗ đó chính là Phong hay thả cơm tố lắm. Mà mỗi lần mình hay thả cơm tố với Sim á là Phong là kiểu ôi, cơm tố kìa, cơm tố kìa. Mình kiểu mình cũng buồn lắm các bạn, không biết nói sao hết trơn á đó. Wow. Ui, ngầu quá Sam ơi, ngầu quá Sam ơi. Trời ơi, mình thề luôn là những cái video mà edit mà kiểu slow motion đó, mình thấy là nó rất là ngầu nha các bạn. Đây, bây giờ editor hãy thử slow motion mình coi là mình có ngầu hay không nha. 3, 2, 1. Có ngầu không các bạn? Các bạn thấy không? Đấy, những cái video mà edit mà kiểu slow motion lại thì mình thấy là thường nó sẽ ngầu hơn á. Có thể là nó cũng chưa có ngầu lắm nhưng mà nó cũng được 30% nhỉ. Ủa là nó chỉ có vậy thôi à? Sao nó kỳ vậy? Ok, coi tiếp rồi nào. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái video này là đang nhắm vào ai đây? À trời ơi, video này là đang nhắm vào Siro với là lượng Ruby. Ruby đang kiểu giống như là liếc mắt đưa tình đó kiểu vậy đó. Thì ra là vậy. Love you la 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 la. Ôi xinh đấy. Cũng xinh ấy, cũng hợp lý đấy. Ok. Tôi edit cái này tôi áp lực quá các bạn ơi, tôi sợ dạt bản quyền thật sự luôn á. Một ngày tập nhảy bất ổn của Hero Team. À đây là TikTok Hero Team nè các bạn. Đây chính là TikTok của Hero Team nè. Bây giờ mình để thử coi coi là TikTok của Hero Team sẽ như thế nào nha. Các bạn có biết đó là lúc đó bọn mình đã lấy cái gì để cuốn lại cái quần không? Lúc đó bọn mình đã lấy những cái canvas đó các bạn, để sau đó là mình cuốn lại cái quần của mình đó để làm cho nó giống như là cái phiên bản mà Alibaba đó. Đấy. Sao nhìn mình nó cứ thế nào đó. Ôi trời ơi, gớt kìa. Nhìn cái mặt của mình kiểu ui, không ổn rồi. Nhìn mặt mình kiểu đúng bất ổn luôn á. Còn nhặt lên lại đó. Đây làm lại ra, làm lại ra.
ui rồi quẩy à, tum 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 lại rớt một lần nữa. Trời ơi, mình thấy mình phế quá các bạn. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, đó chính là mỗi lần mà mình đi quay TikTok với Hero Team á, mà kiểu nó có một cái trend gì đó, mà trend tập nhảy á, mình thực sự là không có biết nhảy, thề luôn á. Nhưng mà chị em thì cứ kiểu nhảy đi nè kia, mày nhảy không? Nên là mình rất là áp lực khi mà đi quay TikTok cùng Hero Team mấy bạn ơi. Nhưng mà bây giờ làm sao giờ, bây giờ là kiểu người ta bắt nhảy mình phải nhảy thôi. Ui vậy? Cái gì? Cái gì? Wow, dễ thương quá vậy. Trời, chị Gubi TV tuy là hơi nam tính đấy thôi, nhưng mà đôi lúc cũng rất là dễ thương các bạn à. Cái gì đây? Đây lại là tiếp tục. Cái đây là một cái video hậu trường fan meeting nè. Ok, Siro. Đây ngó qua ngó lại. Rồi, cười, sao nữa? Sao nữa vậy? Là chỉ có cười vậy thôi hả? Nhưng mà thôi không sao, nhiều khi là các bạn fan thích cái khoảnh khắc đó nên là mấy bạn mới edit như vậy thôi. Ok. Ok, và bây giờ là Phong Sam đang ngồi ăn với nhau và... Đó. Phong Cận là thả cơm to đây nè. Nè. Ủa không phải cơm to à? Nghĩ sao đây có nó nhét nhiều lỗ mũi ta vậy ba? Dễ được, ok. Ok, và đến với một clip TikTok tiếp theo nữa. Hình như đây chính là hậu trường mà Hero Team đang quay video cho Vitamil và Susu thì phải. Thì bây giờ mình coi. Trời, cái tóc của mình nãy giờ mình để ý là nhìn nó hơi... đó. Nhìn mình giống như cầu thủ chơi bóng chày ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử coi là cái clip này nó sẽ nói về cái điều gì nha. Ok. Anh Cây Gon, anh Phong Cận. Đây... Nếu mà theo như dự đoán của mình á, đây sẽ là một cái video mà ship về OTB. Nếu mà theo dự đoán của mình là như vậy, phải không ta? Phong nhìn qua. Ê, tụi bậy rồi má ơi, video này là nói về Phong Cận và Sammy chứ không phải là Kayron với lại là Phong Cận. Tại sao mình lại hiểu lầm đấy nha, cay thiệt. À, cái video này nói về việc là Phong Cận và Sammy mặc chung một cái áo màu đỏ. Trời ơi là trời. Ok, tiếp theo thôi. Wow, cái thời này là Phong Cận á, là hình như là 2019 đó các bạn. Ui, nhìn Phong 2019 với bây giờ khác nhau ta. Ui, nhìn đúng khác luôn á. Thời này là Phong nhìn kiểu còn kiểu bị trẻ trâu, bị kiểu còn nhìn mặt rất là trẻ nha. Nhưng mà giờ Phong già rồi. Nhìn sao mà bạn ghét Simi vì ghét của nào trời cho của đó, thích Sim rồi trời mang đi giấu thì phải làm sao? Chưa hiểu cái clip TikTok này là như thế nào nữa. Nhưng mà chắc là bạn này thích Simi thôi. Ok. Siro trong game thủ học đường nè. Ui giời. Ui đầu đấy. Ui, mình mới công nhận là mấy cái kiểu video mà slow motion nó cứ bị ngầu ngầu thế nào các bạn à. Mình để ý luôn là mấy cái video mà slow motion nó cứ kiểu ngầu ngầu thế nào á. Ok, giờ bạn đi tới hãy slow motion lại giúp mình giống như cái video của Siro nha. 3 2 1. Ok. Các bạn đã thấy là nó đủ ngầu chưa nào? Hy vọng là nó ngầu thiệt. Ok. Và đây chính là cái video mà Hero Team chụp ảnh thẻ các bạn à. Thôi tiện thể giờ tới cái video này thì mình sẽ nói một chút xíu đi. Nếu mà bạn nào mà là fan Hero Team thì các bạn sẽ biết được là cái video này bị chửi rất là nhiều luôn á. Và mình cứ là buồn vì điều đó. Mình đọc bình luận á thì mình có thấy mấy bạn kiểu bình luận là nổi da bò nổi da khủng long này nọ nhiều quá, nhưng mà thực ra là chắc là do bọn mình làm kiểu nó không có được chỉnh chu á, nên là mới bị chửi như vậy thôi. Nhưng thì mình cũng rất là hiểu. Nhưng mà giải thích một chút xíu đó chính là cái trend chụp hình kỷ yếu này của bọn mình là bọn mình chụp bằng điện thoại á mọi người, tại vì lúc đó bọn mình đang ở Huế nên là bọn mình quyết định là sẽ chụp bằng điện thoại luôn, chứ bọn mình không có chụp bằng kiểu đây. Nếu mà muốn chụp đẹp á là chúng ta phải chụp bằng những cái máy ảnh mà kiểu như thế này nè thì nó mới đẹp, nhưng mà tại vì lúc đó bọn mình chụp bằng điện thoại á nên là cái chất lượng của nó không có được như là những cái video TikTok khác, nên là nó không có xịn bằng ấy, nên là nhưng mà mấy bạn chửi một mình buồn quá. Thôi kệ đi, dù sao thì mọi thứ cũng đã trôi qua rồi. Gì đây? Yeah.
Sao cái clip này nó vô chi quá vậy? Nó chỉ có như vậy thôi hả? Nào đi. Ồ, đây chính là cái trong MV Bé ơi bé à của bạn Khởi Vinh nè. Và cái gì đây? Trời ơi, nhìn cái mặt của Dịch đúng kiểu lố lăng luôn các bạn. Tệ luôn đó, là nhìn mặt của Dịch đúng kiểu lố lăng luôn á. Còn mặt Camui kiểu cái nào diễn bớt lố chút xíu được vậy? Diễn bớt lố chút xíu được vậy? Mình nghĩ là hoàn cảnh của Camui trong tình huống này là Camui sẽ nghĩ như vậy, không biết có đúng không nữa. Nhưng mà nhìn Dịch lố à. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Lại tiếp tục là những cái video slow motion. Ủa gì đây? Câu chuyện ghê lắm. Tại sao mình nó có chị Sam nè? Yabun nè, đây là Yabun nè. Đấy, hay là đổi giọng hả? Đúng. Ủa? Gì vậy? Giọng chị á. Cái giọng nó đổi, nó thành một cái giọng khác nên. Đó, hello. Đó, đi nghỉ chị á. Cái này đáng sợ chưa? Sợ rồi. Nhiều quá ha. Mình là người nước ngoài, mình không biết tiếng Việt. Mình nói ngồi rất là đáng sợ thiệt chứ. Quá ghê luôn. Câu chuyện mình không biết là cái khả năng hài hước của mọi người như thế nào. Mình cũng không phải là một người quá hài hước đâu, nhưng mà ý mình là cái video này rất là hài. Mình nể phục cái sự hài hước của Yabun. Ok, cái clip này là cái clip mà bọn mình đang úp kem vào mặt nè. Để coi, cái này là sẽ là tình huống gì đây. Hình như cái này là cái đoạn mà mình bị úp kem vào mặt nè. Ôi, ôi. Ai, trời ơi. Các bạn có biết cái kem mà bọn mình đang úp vô là gì không? Không phải là kem ăn được đâu nha. Nó là một cái kem không để ăn được á. Nên là bọn mình kiểu trời ơi, muốn nghẹt thở luôn á. À, Simi tới chăm cho mình liền luôn. Nhìn Phong rồi các bạn nhìn Phong rồi. Nhìn Phong kiểu vậy á. Ok, bây giờ đến với clip tiếp theo rồi. Đến với clip tiếp theo. Anh ơi, cho em hỏi cái này được không? Hỏi đi. Cái gì? Vợ là cái gì? Vợ là một đóa hoa hồng, vậy là sư tử Hà Đông. Thôi tôi biết rồi, tôi biết vợ là hoa hồng rồi. Đây là cái gì vậy? Cái thời này nhìn mình béo đấy. Không, thật ra bây giờ mình vẫn béo, mình cũng không dám tự nhận là mình ốm đâu các bạn à. Nhưng mà mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái bí mật nó hết sức là thú vị về mình nè. Đó chính là người mình như cái bong bóng đó các bạn. Lúc thì mình sẽ tăng cân, lúc thì mình sẽ giảm cân. Còn cái lúc này của mình là đang giữa giữa nè. Đó, còn lúc nào mà mình kiểu bị lố quá mình sẽ tăng cân, còn lúc nào mình thích thì mình sẽ giảm cân. Nói chung là mình có thể tăng được 5 cân trong vòng 1 tuần và mình cũng có thể giảm được 5 cân trong vòng 1 tuần. Cơ địa mình nó vậy đó, mình không hiểu sao nữa. Oh my god, mình nhớ cái clip này rồi. Cái clip này là cái clip mà mình đang ngồi ăn với lại là Sammy. Và sau đó là Phong vô, Phong kiểu Phong đánh mình quá trời. Mình đang ăn rất là chill nha. Mình đang ăn rất là chill luôn á. Đó, mình chỉ đang giả vờ cho thôi. Trời ơi, Phong cần cũng vô không đánh rồi. Trời ơi là trời, đánh đúng đau luôn má ơi. Ok, đây là một cái clip mà chạy xe đạp của Hill Team. Ê, mình nói thiệt là cái cảnh mà chạy xe đạp như này á, nhìn nó cứ bị dễ thương thế nào á mọi người. Nhìn dễ thương thật sự luôn á. Đây là cái sự ố về của mình nè. Sự ố về của tôi khi mà thấy Simi kiểu gọi là đi cùng với ai đó. Oh my god, cái clip này là cái clip. Ui. Cái clip này là 4 năm trước rồi đó mọi người. Không biết là các bạn nào còn nhớ cái clip này 4 năm trước không ta. Chứ còn cái clip này là 4 năm trước rồi đó. Và sắp tới là kỷ niệm 5 năm yêu nhau rồi. Mình nên làm cái gì đặc biệt cho Simi đây? Các bạn hãy gợi ý cho mình bằng cách là ấn like video này. Mình nói đùa thôi và các bạn cũng đừng quên là bình luận bên dưới cho mình biết nha. Hi hi. Ok, và đó chính là video reaction của ngày hôm nay. Còn bây giờ thì bye bye, tạm biệt.